Còn nếu mà không muốn nhân bản một đứa con nó có một cuộc đời như mình thì thôi làm bạn với nó, và đã làm bạn với nó thì thảo luận, thì có những thứ cái gì hay ho cuộc đời mình thì con nó sẽ lựa chọn, và cái gì mình không hay ho thì cùng thảo luận và đào thải khỏi cuộc đời nó. Vì bản sau bao giờ gì ạ, bản nâng cấp nó cũng phải tốt hơn cái bản trước thì mới ok. Còn nếu mà mình mà áp đặt thì là nguyên tắc là bản sau là bản fake, mà bản fake thì chắc chắn không bằng bản gì ạ, bản chính hãng rồi. Loan Loan có đặt câu hỏi: 31 tuổi rồi em mới có con, rồi việc đầu tiên là chúc mừng em đã làm được, đã thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng nhất của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Rồi em muốn mình luôn là một người mẹ tốt, dạy cho con mình những điều đúng đắn. Em xin thầy cho em một lời khuyên ạ. Em cảm ơn thầy. Vâng, thưa chị Loan Loan, là việc đầu tiên để muốn dạy cho con mình mà tốt lên thì việc đầu tiên ấy là mình phải xác định ngay là thực sự là những cái thứ mình đang biết này này, mình cho rằng là mình biết, thì cuộc đời của mình có thật sự thành công và hạnh phúc không? Nếu những thứ mà mình đang cho rằng mình biết mà đến chính cuộc đời của mình mà không thành công và hạnh phúc thì xin chị đừng nhân bản con mình thành bản sao của mình nữa. Đây là căn bệnh của rất nhiều các bậc phụ huynh, vì họ nghĩ họ giỏi nhưng rõ ràng cuộc đời của họ không hề thành công và hạnh phúc, nhưng họ có quyền phán cho họ rằng họ là giỏi vì đơn giản họ là bố hoặc là mẹ, và họ có quyền dạy con họ những thứ mà họ biết. Nhưng rất vô tình họ đã nhân bản một cái bản lỗi của chính họ thành cái đời con họ, cho nên đó là một thứ rất nguy hiểm. Và thưa các anh chị biết tại sao mà khi tôi đi chia sẻ về kỹ năng nuôi dạy con cái ấy, thì mọi người mới hỏi tôi là bí quyết mà bố mẹ tôi dạy tôi như thế nào mà lại thành tôi. Thì tôi bảo rất tuyệt vời, bí quyết lớn nhất của bố mẹ tôi dạy tôi là không dạy. Bởi vì ông bà làm nông dân mà, nếu mà ông bà mà dạy tôi nữa là toi phì. Cho nên là rất may là bí quyết lớn nhất dạy con là không dạy. Thế thì lại thành tôi hôm nay. Thì thưa các đại ca như vậy. Vậy thì việc đầu tiên là thưa chị Loan Loan là nếu thực sự cuộc đời của chị và thành công và hạnh phúc thì chị hãy nhân bản. Và nếu không thành công và hạnh phúc thì chúng ta không nhân bản, tức là đừng áp đặt con. Mà muốn không áp đặt con thì bắt buộc mình phải đặt cương vị mình là bạn của con. Vậy thế nào là bạn? Bạn là có quyền bình đẳng. Bình đẳng ở đây là gì? Bạn đầu tiên là bạn chơi thân. Bạn chơi thân có nghĩa là thân chơi, tức là khi con nó chơi cái gì mình cũng cố gắng tập chơi với con, rồi hai đứa thảo luận. Thì như vậy là phải dành thời gian để chơi với con. Đấy là việc đầu tiên muốn làm bạn với con. Việc thứ hai là thằng bạn về tuệ. Bạn về tuệ thì ở đây là hai bên được thảo luận một cách công tâm, lý luận một cách công tâm, chứ không đừng có mang cái tư duy áp đặt là trứng khôn hơn vịt. Cứ mở miệng ra là tao đẻ ra mày cơ mà, cho nên tao khôn hơn mày. Không phải, mình đẻ ra nó là mình quan hệ sớm hơn nó thôi, chứ không phải là mình khôn hơn nó. Mà nếu mà cứ quy định là quan hệ sớm là khôn hơn thì có nghĩa là thằng nào quan hệ từ năm 16 tuổi nó sẽ khôn hơn năm 18 tuổi. Cho nên là không thể nào lấy cái chuyện mà vì tao đẻ ra mày nên tao khôn hơn mày được. Đấy, thưa các đại ca, tôi đồng ý là đẻ ra mày thì tao làm bố mày thì cái đấy là đúng, chứ còn đẻ ra mày là tao khôn mày thì tôi không công nhận. Thế thì như vậy là chúng ta phải gì ạ? Mà không khôn hơn nó thì mình xác định rõ được cái chuyện như thế thì mình sẽ thảo luận với con. Việc thứ ba là chơi về phần tâm. Hai cha con thảo luận về mặt tư tưởng. Như vậy là đồng bộ về mặt tư tưởng, đồng bộ về mặt tư duy, đồng bộ về mặt gì ạ? Thân. Cho nên phải dành thời gian chơi với con. Còn nếu mà mình cao hơn con, mình thành công và mình thật sự hạnh phúc thì thưa các anh chị có quyền áp đặt và nhân bản. Tôi không có phàn nàn gì. Nhưng thật sự chính cuộc đời mình chưa thành công và hạnh phúc thì hãy làm bạn với con. Và nguyên tắc của làm bạn thì ngay lập tức trong đầu phải bỏ ngay cái tư duy là mình là thằng đẻ ra nó.
Cho nên con tôi chỉ nói với nó rằng là mày là sản phẩm của một buổi ăn chơi quá trớn của bố, cho nên là bây giờ tao mày làm bạn thôi, chứ không phải là tao cố tình đẻ ra mày. Cho nên bây giờ thôi thì thống nhất hai thằng mình chơi với nhau một cách nó công bằng đấy. Và muốn vậy thì trong đầu các anh chị bỏ bớt những cái định kiến của phong kiến đi, bớt dần những cái nguyên tắc. Tôi lấy ví dụ trong cuộc đời mình nó như một cái đĩa trống ấy, và cứ mỗi lúc chúng ta lớn lên lại thêm một cái nguyên tắc. Ví dụ nó là nguyên tắc, nó là con mình chỉ nó phải ứng xử thế này. Nguyên tắc nó là bạn, nó ra đời xong rồi cô giáo bảo là mày là học trò mày phải ứng xử thế này, đi chơi với bạn là mày là con nhà giàu mày phải ứng xử thế này, rồi lên đến khi mà học thì nhà trường lại bảo mày là học sinh mày phải như thế này, xong đến lúc mà có người yêu thì người yêu bảo là anh là bây giờ yêu rồi anh phải như thế này, xong đến lúc mà làm con rể thì lại bố vợ bảo là làm con rể phải như thế này, rồi đến lúc đẻ con ra thì bảo bây giờ mày làm bố mày phải như thế này, rồi đến lúc có thông gia thì bảo bây giờ có thông gia thông giáo phải như thế này. Tức là cuộc đời càng đi càng nặng. Cho nên cuộc đời của chúng ta học làm người lớn chỉ mất độ khoảng 20 năm thôi, nhưng mãi không bao giờ làm trẻ con được. Không dám tháo bỏ những cái định kiến, những cái quy tắc xã hội mà không cần thiết. Vậy chúng ta chỉ giữ duy nhất cái nguyên tắc là như thế này, là đừng ăn cắp ăn trộm, đừng làm điều gì mất đạo đức thì đó là người tốt. Thế nào gọi là mất đạo đức? Làm những thứ mà làm tổn thương người khác thì gọi là mất đạo đức. Tôi lấy ví dụ, người ta đang họp hành im lặng tập trung, mình đi muộn, có phải là làm tổn thương người ta không? Như vậy cũng là mất đạo đức. Ở trong cơ quan, cái văn hóa của người ta phải đi đúng giờ, và mình đến cơ quan người ta và mình thường xuyên đi muộn, làm tổn thương những người đang làm việc, họ đi đúng giờ, như vậy là mất đạo đức. Chứ không phải mất đạo đức là có nghĩa là phải làm một cái gì ghê gớm, hại người ta mới gọi là mất đạo đức. Chỉ cần làm tổn thương người ta mới mất đạo đức. Sáng ra nhìn mặt người ta mà bảo là sao hôm nay nhìn chị xấu vậy cũng là mất đạo đức, vì làm tổn thương. Cho nên là đừng làm người khác mất cái năng lượng, tức là đẩy cái năng lượng tiêu cực của họ lên. Ví dụ họ đã phá sản sau mấy đêm mình quên đi được, đến khi gặp mình hỏi là ôi mới phá sản à, thì như vậy là cũng là một cái loại mà mất đạo đức, làm tổn thương người ta. Con người ta thi đại học trượt, con mình đỗ đại học mà đến khoe là cháu nhà em đỗ suýt thủ khoa, như vậy cái loại đấy cũng gọi là mất đạo đức, bởi vì như vậy là làm tổn thương những người xung quanh. Đó. Thế thì như vậy chỉ định nghĩa mỗi cái là gì? Nguyên tắc lớn nhất của cuộc đời này, đừng làm những việc mất đạo đức, hay là đừng làm tổn thương người khác, thì như vậy đó là người tốt. Và tất cả những nguyên tắc khác bỏ đi thì ngay lập tức cuộc sống của chúng ta cực kỳ vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Tính nó ít nói, kệ nó không làm tổn thương người khác, nó thích ít nói kệ nó, cứ ngồi phán xét nó là thằng này nó lầm lì, nó ít nói. Tính nó hay nói, kệ nó hay nói, nó cũng có cái ưu điểm vui chứ làm sao mà bảo mồm nó nép bép suốt ngày, như vậy cũng làm tổn thương nó, mình mới là đứa mất đạo đức. Cho nên là đừng phán xét cuộc đời này, ai họ cũng có quyền lựa chọn phong cách sống, lựa chọn cách sống của người ta, miễn là người ta không làm việc gì mất đạo đức thì đó là người tuyệt vời. Cho nên chúng ta mà phán xét những người mà họ không làm gì mất đạo đức thì chính ta mới là người mất đạo đức. Rồi, ok. Như vậy để nói với Loan rằng là có 3 việc Loan phải làm. Một là định vị bản thân mình xem mình có nên nhân bản đứa con nó giống mình hay không. Nếu mà muốn nhân bản đứa con giống mình thì bạn sẽ áp đặt cuộc chơi. Còn nếu mà không muốn nhân bản một đứa con nó có một cuộc đời như mình thì thôi làm bạn với nó, và đã làm bạn với nó thì thảo luận. Thì có những thứ cái gì hay ho cuộc đời mình thì con nó sẽ lựa chọn, và cái gì mình không hay ho thì cùng thảo luận và đào thải khỏi cuộc đời nó. Vì bản sau bao giờ gì ạ, bản nâng cấp nó cũng phải tốt hơn cái bản trước thì mới ok. Còn nếu mà mình mà áp đặt thì là nguyên tắc là bản sau là bản fake, mà bản fake thì chắc chắn không bằng bản gì ạ, bản chính hãng rồi. Cho nên là nó còn tệ hơn bản chính hãng. Cho nên thôi, nếu mình chính hãng mà tệ, đừng nhân bản bản fake nữa. Và nếu mình là bản
chính hãng mà chưa tốt thì mình phải thảo luận để nâng cấp thành bản tốt hơn. Đấy thì chia sẻ trong cái buổi nó rất là ngắn. Thế còn chị Loan Loan mà muốn nghiên cứu về dạy con kỹ hơn thì chị có thể đăng ký khóa học mà online về kỹ năng dạy con ở cái độ tuổi cấp 2 và cấp 3. Thì tôi đã quay cái chương trình này rất kỹ và tôi dạy cả cái cách để hình thành lên tâm lý của bọn trẻ con và tư duy phản ứng từ bộ não của họ như thế nào, của đứa trẻ con như thế nào và làm thế nào ta thay đổi tận gốc một đứa trẻ con. Thì như vậy là đã có hẳn một cái chương trình đấy. Cái này thì tôi dạy là miễn phí. Tuy nhiên thì anh em đâu nó thu 1 triệu hay sao ấy để nó lấy tiền để nó chạy quảng cáo đến cộng đồng và mất công nó tư vấn cho các anh chị. Còn về mặt cá nhân cũng như là về mặt tập đoàn thì không lấy tiền. Nhưng mà phải giao cho anh em nó 1 triệu, bán 1 triệu để nó lấy cái tiền đó thì nó làm cái công để nó chạy quảng cáo và nó tuyên truyền đến cộng đồng. Đấy thì chia sẻ thật như vậy. Thế thì anh chị em nào mà muốn học cái khóa này thì có thể là đăng ký ở đây cũng được. Xong rồi là các cán bộ của bên chỗ tập đoàn, các anh em nó sẽ hỗ trợ và nó cung cấp cái khóa học cho các anh chị. Rồi cảm ơn chị Loan Loan. Thank you.